Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã bắt đầu, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường lại là nỗi lo của các bậc phụ huynh. Mặc dù đã được cảnh báo nhiều về những nguy cơ khi sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng, nhưng qua khảo sát của các phóng viên tại một số cổng trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang, nhiều quán bán món ăn vặt hấp dẫn, bắt mắt vẫn luôn đông nghịt các em học sinh. Chỉ với 3.000 đồng thì tôi đã mua được một món đồ ăn vặt yêu thích của các em học sinh. Và qua quan sát thì món đồ ăn vặt này không có ngày sản xuất, không có hạn sử dụng và sử dụng toàn bộ là tiếng nước ngoài. Điều đáng lo ngại là những món đồ 3-0 như thế này thì lại xuất hiện khá tràn lan ở các cổng trường. Vào giờ tan học, tại các cổng trường, hàng chục quán ăn vặt bày bán đủ các loại kẹo mút, bim bim, xúc xích, xiên chiên, đến các loại đồ uống đóng chai, kem, kẹo, viên có màu xanh đỏ, hình các con vật hay nhân vật hoạt hình. Các loại thực phẩm này có giá rất rẻ, chỉ từ 2 đến 10.000 đồng. Nhiều thực phẩm được chế biến ngay bên lề đường trong điều kiện nắng nóng, khói bụi. Các loại hàng này, từ các em mẫu giáo đến học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở đều thích mua. Cháu cũng hay ăn đồ ăn vặt trước cổng trường. Cháu thường ăn những đồ ăn giải khát cũng như là thạch dừa và nước uống. Tôi cảm thấy đồ ăn vặt thì cực kỳ rất ngon ạ. Nó lạnh, nó mặn, cay cay ạ. Cảm thấy đồ ăn ở cổng trường không an toàn, cháu ăn ít thôi ạ. Các đồ ăn vặt có đặc điểm chung là bao bì bắt mắt, màu sắc sặc sỡ, nhưng đều không rõ nguồn gốc, cũng như ngày sản xuất, hạn sử dụng và các thông tin về chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Thế nhưng dường như quá khó để loại bỏ được hiểm họa này, bởi không chỉ học sinh mà ngay cả phụ huynh cũng chưa quan tâm đúng mức. Ăn mà lúc về là nó đau bụng, nó kêu, nó bảo không biết là cổng trường ăn có sạch hay ngon hay là như nào thì không để ý lắm. Nhiều lúc bố mẹ chiều con quá. Tôi vẫn luôn thường xuyên là nhắc nhở con cái mình là không được ăn đồ ăn vặt trước cổng trường. Tuy nhiên rằng cái việc các cháu tự mua, ví dụ như là được bạn bè cho hoặc là như nào đấy thì mình không thể kiểm soát được hết. Thế nên về vẫn luôn luôn dặn các con là hạn chế ăn những đồ ăn vặt trước cổng trường, trừ khi là bố mẹ cho phép hoặc bố mẹ mua cho, bởi vì bố mẹ sẽ biết được gì, cái gì là nó an toàn và cái gì là không. Ngay trong những ngày đầu năm học mới 2023-2024, trên địa bàn cả nước đã xuất hiện nhiều trường hợp học sinh ngộ độc khi ăn thực phẩm trước cổng trường. Đây là hồi chuông cảnh báo các bậc phụ huynh về nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở các hàng quán, bởi học sinh sức đề kháng yếu và chưa có khả năng nhận biết thực phẩm độc hại. Điều lo ngại hơn, những thực phẩm này còn tác động âm thầm khi trẻ ăn uống, tiếp xúc trong một thời gian dài và ảnh hưởng đến sức khỏe. Không biết là an toàn vệ sinh thực phẩm người ta có kiểm tra có đảm bảo an toàn không mà người ta vẫn để cho bán ở cổng trường. Cũng có một thời gian thì cũng thấy cấm, nhưng mà sau đấy thì tôi lại vẫn thấy cứ bán, thì tôi không biết là có đảm bảo hay không. Thực ra thì cái này thì nó phải có an toàn thực phẩm, người ta kiểm tra thường xuyên người ta có bán hay không thì mới chắc chắn được. Quan trọng hơn hết là các bậc phụ huynh, nhà trường cần tuyên truyền, giáo dục cho các em những kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn cơ quan chức năng cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt trong kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các loại thực phẩm mất an toàn bày bán trước cổng trường.